Mau mau thức tỉnh chiến cần rõ mình mà tia sáng soi ngần bút cơ ráng tu sự thế chưa trễ giờ tự mình rồi quăng dục chơi biển ở giờ chốn này thương thay ông lão chưa ôm gầy tây phương mà không ở chưa bụng mà lầy phải ở lắm buồn ai ta nói chứ không lầm thương đời mà không biết sai lầm mà làm sao thuyền cơ thúc gọi ngày nào xây qua xây lại đông bào biết chưa chiều buồn mây tạt gió đưa tới rừng mà lặng lặng sao chưa phạt hồi lão ông nghe nói than ôi ông còn mà gáy nấm mồ côi một mình xuống đây giáp mặt chữ nam mà đình hỏi lại mà sau đó đưa tớ mình đi đâu ông đâu có mặt sông đâu dạng dài mà trong buổi rượu canh thâu khuyến trần tính ra không biết mấy lần tại vì quý vị chưa bỏ dần trôi qua khuyên đời có ích lợi chi ta nợ đâu mà ông bỏ bá gia ông về canh phía náo nhiệt chưa nặng nề nạn trời mà sắp hưởng chưa tứ bề quanh yêu đất trời trả lại biết nhiêu người đâu còn nữa sớm mà chiều kêu la nếu ai giống thật người ta lão bần mà khuyên dặn vậy mà mau đi có thuyền bắt nhà từng khi có đò mà của lão xuống đi cho rồi tại sao còn ở dưới quả nhồi chịu khổ chưa một hồi nghiệp chướng tiêu tan nghiệp xưa bớ bớ trần gian do nơi mình tạo chưa đang tràn ai biết đôi lời ta nói dần gì thọ xưa mà cũng vậy chứ nay thì khác đâu tại đời miệng lưỡi câu mâu gây thêm mà tai họa chứ nào đâu có tường kiểu trong ba tanh phố phường thôn quê cũng vậy chưa rừng đường một thôi nghe đi đừng có lỗi thôi rủ nhau mà trở lại chưa đài ngôi Phật trời bây giờ hồn xác chơi vơi tâm linh mà chưa ổn chớ vậy thời hiểm nguy tịnh tâm mơ thấy vậy thì thuyền trời mà ngồi tưởng bóng thì nào ra nếu mình vốn thật người ta thì đâu có quỷ có ma xen vào
miệng đừng nói chuyện bào hao, đem lời của Phật qua giao cho người thì ta đâu có biết lời. Lựa đường mà đi tới, giờ lựa người chung quy để ta giao thiệp lẹ đi. Trao qua đổi lỡ việc gì cũng vui, mắt ta phàm kế như ta đuôi không còn mơ thấy. Chờ bùi ngùi khô khan, mở trong trí tuệ bình an tâm linh, mình được chơi nhẹ nhàng sáng trưng. Lắng mau đừng có vui mừng, vui ngoài mà cửa miệng chấp phập phừng, bên trong ai vui thích chứ trong lòng vui cùng đau quả mà ngồi trong niết bàn. Bình tâm là một danh sáng, cửa nhà của Phật linh bàn là tâm yên, phần thầy đến viếng thăm. Ta là mà ông lão chơi nhiều năm xuống miền, người không biết cứ nói thầy điên, bây giờ hậu thổ hoàng thiên kia kìa. Ta cũng muốn bỏ đi về nợ nào mà ba tánh canh khuya khóc ròng. Người khóc vợ rồi kẻ khóc chồng, khóc cha khóc mẹ chứ rồng rồng làm sao dù cho ngôi vị chứ trời cao. Đóng lòng mà thương xót chứ làm sao bây giờ, hạ quân sự thế bất ngờ. Tâm cuồng mà trí quận chưa đợi chờ tin mà. Nó kìa trước mắt của ta nào là vợ đẹp con mà sinh, sinh nhà cao cốt lớn linh đình. Ruộng vườn mà phỉ chí chứ ta mình hưởng trong. An đi đâu có xuôi dòng, vũ minh dày đặc trong lòng làm sao lớp thì mê chức quyền cao. Mê danh mà mê lợi tài cao, nó đùa nào đâu có biết hơn thua thầy tiết chờ đổi mùa ba tánh thế nào hay. Lao đi bốn phía đông tây, bây giờ về việc nam đầy tình thương chớ mấy nhà thiện đức tê lương. Sống của chứ càng cường chịu đựng ràng mây. Tình đi ba tánh trong ngoài cùng là bình dĩ gái trai, đừng buồn ta nay như ở trong chuồng. Chết sự vui buồn nó sẽ phân thay, vậy mà ba tánh nào hay phải xưa nghe lão phúc dây yên nhàn. Ngày nay động xốp chứ động làng, làm sao mà cứu được chứ bạn vàng miền sáng. Thương buồn lão lại nói ra, xác thân mà trần thế nay mà mượn đi, xác thân ta cũng vậy thì nhiều đời mà nhiều kiếp chứ được di xuống phàm. Dân ơi xưa Phật Cồ Đàm cũng đồng sanh trưởng nhà Nam Ta Bà. Ngày nay cổ tích
không xa Phật. Kìa để lấy cho ta nhiệm màu mà ta quăng dục ở đâu. Ngày nay phải chịu chứ qua sầu cỏ treo. Lão thương không sợ chứ hiểm nghèo dù cho vượt núi chờ băng đèo xuống ở đây. Treo thuyền đi khắp Đông Tây. Hà hơ mà phiền chung vậy đầy tình thương vậy mà ba tánh không gương không nhìn không thấy trên đường lão sao. Kẻ nói thấp rồi người nói cao. Còn bài mu mẹo rồi mau chê cười. Không duyên thấy cũng lá đời. Nhìn ta rồi lại chưa cười khởi lộ trong chớ mắt ta phàm phải chịu chớ lông đông. Cần tiền mà cốt Phật mới xuống dòng ngày nay. Lại trời lấy Phật lá lai. Lao nguyện cứu hết trần ai mới về. Không được thượng đế chỉnh với trần gian lầy lúa muôn bề tanh hôi. Chắc người giữ ắt sẽ phải trôi. Người hiền còn lại nối ngôi Phật trời. Không buồn không giận người ơi. Kẻ trên người trước dẫn thời hay sao. Thương cho ba tánh đồng bào kê miệng ngọt ngào tâm dạ tối đen. Xuống trần mấy kiếp mấy phen lượt qua mà xây lại đi trui rèn cho ai sợ người mất cội như lai. Mất tình mà của Phật chớ mất đài của tiên. Sợ người ăn nói hoàng xuyên thì sao mà được chứng miên. Chưa vợ này lão đây không muốn chưa làm thầy. Bao nhiêu trăm kiếp chưa vợ này về ngôi chưa về. Trên không được yên ngồi thấy đời như vậy nói trôi bập bền. Lớp thì đói khát trị rên lớp thì bệnh tật kề bên. Hằng ngày vậy mà ba tánh còn sai. Đau thì mà rên siết hết ngày rồi thôi. Khinh khi ôi quá. Chưa bẩn thôi. Cũng dân mà Phật Pháp chưa hiện rồi trăm qua. Nhưng mà lướt lại người ta. Bên trong không chút hải hà dòng châu. Không tốn sư phụ chưa cõi đầu. Không quỳ mà không lại canh thâu thánh thần. Nói nhiều chúng nói dần lăn bây giờ tứ diệt phải cần tỉnh chưa nhưng không còn hỡi chờ bởi bừa thì trời mà giới đất sống chưa chứ lật phàm để cho ai tánh gian tham cọc cần mà thế mấy cũng làm hiền lương cuối mùa không có tiết sương. Cơn mưa mà cũng tắt chờ nắng trường cũng không tối tâm trời đất thấy trồng. Để xưa mà lão nói trong dòng thiết tha nói đây để đổ bá gia nào nói ít lời cho ta làm gì. Niềm sống vậy ai bi dân ơi. Ta khải tị ti tiếp đời. Tại sao còn
mấy dân hờn gian tham còn đeo đặng trong cơn chưa nãy rồi. Thịnh thương không có dân ơi, làm sao mà sống được chứ trên đời. Tôn lại bớ này, bà tanh gái trai trẻ già cũng vậy chứ mang đai hết rồi. Nặng nề thấy quá đi thôi, mau mau kiếp kiếp kéo trôi như bèo lấp bính rồi lấp hiểm nghèo. Đói cơm mà khát nước biết chèo, đi đâu có tu Phật pháp chứng thâu. Trời còn mà nhỏ giọt đâu đâu cho mình, không tu chết thảm bùng sình, chết non chết nớt rồi mình tường chưa chết vì báo tiết mây mưa. Vậy mà tội lỗi không chừa hay sao, thấy chưa máu lệ tuôn trào. Mình không thương mến, mình nào giết nhau, đổ thừa sau đấng trời cao. Lập thành mà quả báo thấp cao cho đời. Mình muốn danh giữ khắp ba nơi, muốn sang muốn trọng muốn đời cao siêu. Cõi trời mà mình còn kêu, muốn lên mà mình chiếm thiên điều chi đây. Nên nay binh tướng phụ dây, trời sai mà yêu quỷ tà tay không chừa. Hỏi phàm thức tỉnh dậy chưa nào, bận mà kêu reo sớm trưa chưa hoài hoài. Thì rồi mang tiết năm nay, bước qua mà năm số chỉ hoài một cơ. Ba già đừng có ơ thờ, lặng lặng như tờ khổ sở chứ biết bao. Cả kêu miệng nói tay gào, thương cho mà cô bác chứ đồng bào rối rắm. Tại vì không có tu tâm, tu ngoài mà cửa miệng phải lâm tay nàng. Mình tu rồi lấy chàng ngang, không lo chinh phục chứ bạn vàng của ta. Bên trong có Đức Thích Ca, có đền mà thờ Phật chứ thờ bà Quan Âm. Có ngày gì là tới thăm, tự mình mà bớt bớt ta tắt nhiều năm không còn. Tại vì dân chúng bà con đừng nên đổ nở hao mòn. Nay mới tỉnh đi giấc mộng nồng say, bằng ngồi mà nói chuyện kề giấy chứ lão già. Lại xin sư phụ thứ tha, con còn ở cõi ta bà làm sao. Cũng có một chút thấp cao nhưng nghe sư phụ kéo rào rồi thôi. Thấy người bạc bẽo như vôi, đàn phiên đang nói thả trôi bên ngoài. Kìa kìa sống bùa dài dài, đổi đời mà đổi tiết đổi hoài. Chưa ngưng đổi sông đổi biển đổi rừng, lấy trời mà phản chiếu đậm hừng. Nơi đâu diệt đồ ma quỷ chó trâu chừa ngừ, hiện hậu mà về tâu thánh thần. Chùa âm đi tới rỗ rần, sao không thức tình đau bần. Phải chê mau mau bước thẳng đường về, đừng nghĩ sở tề mà tìm của cao siêu. Học Phật ly ít nhiều trong trách, ông đạo bần chỉ dạch cho tường.
Ở này những kẻ bất lương mau mau mà tỉnh giấc cho đoạn trường không say. Đâu có nói phân biệt gái trai, tâm linh có một ngày ngày mà thôi. Tại trần bạc bẽo dữ dội làm sao mà ai cứu cho rồi được đây. Phải xưa hiểu được sửa xây, đó là ông tổ Phật thầy chớ ai dở ra xưa dạy bắn phai cùng các bậc vị ngày nay có đền lịch sử. Tựa đó không quên một người hành đạo mà tuổi tên trăm người. Sau cùng một kiếp ba vui tương, bần nặng mà lãnh lĩnh chưa đại từ nói ra. Sát thân nữ cuộc đây mà lạnh chi mà khổ sợ, ta bà ngày ở nay đúng giờ mặt hạ qua khơi. Nói năng cũng bị hằng ngày cũng trong tâm ta, nghĩ chuyện minh mông nghĩ rằng mất hết giống dòng còn ở đâu. Để rồi cơ lý thâm sâu ta không nói nữa, năm trâu như nào nói chi ba tánh đồng bào. Ráng lo tỉnh dễ rồi chào Phật Dương. Này con tỉnh dậy muôn đường nhờ thầy chỉ dẫn, mến thương tiếc chiều chỉ cho con được biết điều. Thức tâm thức tánh ít nhiều nổi ra, đó là đạo sĩ của ta, là nguồn là cội Nam gia. Nhờ thầy bây giờ bốn phía đông tây ông điều mà đi khắp, giờ đây chưa ngừng đi vui chứ chẳng đi mừng. Vui buồn mà trong giả chưa phập và phần trái lan. Ông vui mà sự chớ hổ an, cũng như di lạc cừ khàng thấy chưa. Bây giờ đổi gió tắm mưa, khuyên dân mỗi tật chớ mỗi chừa cho mau. Nếu để sống bủa ba đào tỉnh tuồng, nào có sống đâu bây giờ. Ta còn hư thở chứ Phật chờ, biết ăn mà biết uống biết giờ ra đi. Nam mô đạo Phật từ bi, xin ngài mà ân xa vậy thì chúng sanh trong đó cũng có người lành, người tiên mà ngựa Phật chưa ngợi dành đêm lên. Thang ôi ráng hỡi bỏ quên, ta đây còn sống mà kề bên. Chút nào quên đi cảnh vật sang giàu, quên nhà quên cửa quên nào luôn nương. Không quên mối đáo tình thương ta đây, dài dạng gió sương đắp đền, tư ân hiếu nghĩa kề bên. Sau cùng tâm bảo rỉ lên hằng ngày, lời thầy chỉ giáo nào phai, nhờ ông mà di lạc lập đài giáo dân. Thương buồn ba tánh bân khuân, sống đi trở lại đời tân cấp ba kỳ. Có Phật dạy đạo từng khi cho mình, mà chiếm thắng chưa gọi thì phạm phu chứ bay về đất Phật nào du. Hưởng mùi Phật lạc thiên thu ngút trời, có đêm than thở người ơi, nằm không yên lặng trở thời lâm qua.
Niệm tâm sáu chữ Di Đà, còn bị ma quái ám mà bệnh đau. Nhưng ta không thể khóc gào, hy sinh thầy tổ ngạc ngào. Đặng yên ngày nay lánh lĩnh chớ bơi thuyền. Cuối cùng mà nguồn cuối chưa đậu miền rừng thu. Suối reo nước cháy mịt mù toàn là sói đá. Nhìn thời cũng vui. Đó là thay chất đổi mùi thay. Trên non đánh giúp bà vui chưa đạo bằng đặng mà đi tới quan dân. Khuyên thôi mà ráng tình nó ngàn cân chưa ngọc tình tâm tiêu diệt quỷ ma. Sớm chiều phải yên tĩnh chứ đấy mà thành tiên. Nếu ai cố gắng thường xuyên nở nần giảm bớt chứ lên thuyền ngồi đi chứ ngồi thiền đừng có nghĩ si. Bỏ đi mà ta bước không quy phạm hồi ta còn sống sót đây thôi. Hồn về mà tiền cảnh chơi cho rồi thảnh thôi. Ta bà nói chút không ngơi, dưỡng tay mà dưỡng mắt chứ dưỡng lời quá sâu. Làm sao ta hiểu được không sầu. Tâm linh mà tỉnh lặng chứ rồi đâu kịp liền. Ai nay ôi hỡi chứ có duyên. Nếu nghe mà bần sĩ tu liền, bần vui vì lão bần trong giá bụi ngùi. Dạ rồi mà chỉ xiếc còn vui nổi gì. Vui buồn chia sớt lúc nguy. Trời là tiểu diệt ta thì làm sao cá kêu ba tỉnh thấp cao hạ mình đi xuống trung nào đặng tu. Mình còn sống sót đừng ngu. Để tâm thanh tịnh lu bu rối rồi làm sao mình được phản hồi. Nói đây nói đó chứ quá nhồi chuyện miên chứ làm người nay đảo mây điên. Này khôn mà mai khéo chứ mai hiền dữ ở kia. Tại sao không chịu làm bia để đời mà hướng tạc chứ bên kia giáo dòng. Bia kia ta để chứ đạo đồng. Mấy đời mà trầm kiếp đặng trồng bia nhân. Biết rằng người thế thua hơn. Ta nói chứ không mà sờn đần thải không mà nghe. Trần gian như thể mang the. Bây giờ tính vậy phải nghe tu rồi thì là lỡ hết dân ơi lỡ lời. Mà bận nói chưa lỡ đời làm sao từ đây lỡ thấp lỡ cao gan ruột. Cũng đào bởi sới đem ra. Lỡ mẹ rồi lấy lỡ cha lỡ chồng. Lỡ vợ cách xa muôn trùng. Tại người nói Phật điên cùng. Người đâu mà có biết ngày cùng trắng tay. Chiều buồn ta nói hoài hoài. Nói bên tỉnh đổ nói ngài. Thích ta ca vua kia con bó sân hà. Đi tu cứu nước đậm đà biết nhiêu. Ngày nay lịch sử bần kêu. Nếu mình học Phật phải tiêu phàm đời thì đừng trách phận dân ơi. Ở đâu cũng dễ tịnh đời cho mau. Suốt ngày lòng dạ âm mau. Nếu không nhắn được tin nào bá gia thì lòng ta lại thiết tha.
Châu rơi mà không chảy khóc, mà bên trong khóc cho ba tánh giống dòng. Làm sao mà tránh được, chờ nào nồng nàn tay, bây giờ có một không hai. Lão bơi một chiếc ghe chài trống không, đệ tử thì thấy quá đông. Tới ngày mà tận diệt xuồng ông không đầy, thật là ôi chẳng bấy chày. Đức thầy cũng nói giờ này phụ thêm, tử đây nhiều sự não điềm, sống đâu mà có được đặng ghi thêm cho tuổi trời. Nếu ai muốn được thánh thơi lời này, bần nhắc tuyệt vời, thâm sâu đừng tìm kiếm nữa có đâu. Một mình mà bận chịu, người đâu có thường. Nhìn phàm ít kẻ thiện lương, toàn là ba tánh vấn dương, chứ tội nhiều rồi đây trôi trở chứ rong mờ rìu. Chết bầm chết dập chết chiều sáng mai, chết còn trẻ gái lại còn trai, đâu để già cả như nay đâu trần. Từ đây chết hỡi chưa lần lần, lập đời mà trở đại rồi tân dân nghe người. Thần tiên cũng chẳng vui tư thấy phàm, mà đau khổ chứ tự thừ. Héo giòn ráng tu nghiệp nở cũng mòn, tu cho mà chính chân chính mới còn. Hay sao bây giờ đừng nghĩ lâu mau, cứ mày cứ dũa cho nào sạch ta trong. Ta đây tha thiết chờ tội lòng, mong chờ mà ba tánh chưa đạo đồng tỉnh chưa. Tỉnh rồi bước xuống đò đưa bần, hèn mà hứa chắc xóm mà chưa hồi. Đợi người bước xuống để coi, đủ đầy mà thiền nọ bơi qua bên bờ. Ôi thôi đừng có dại khờ, tiền muôn mà bạc cá lượng, đợi chờ làm chi, nó đâu cứu mạng được thì ngã ra mà chết bỏ đi hết rồi. Tội kia như thể chớ núi rồi, mình gieo mình táo mình phổi rồi, cho sống nhờ tu mới được trong trong nhờ Phật lu lót cho đôi dòng dài răng. Sống kinh chiều kệ thường hằng, cho quen tánh chất lại dần được tâm. Ngày đêm sám hối lỗi lầm, đi đâu vậy nữa mà tầm thấy ai. Thân ta là bổn Như Lai, có bàn thờ Phật, có đài cung, tâm linh là điển kia cả. Từ bi sang chói nhà nhà, tỉnh chưa. Lời của bần sĩ như mưa, nào đâu ta có thất thừa chứ nói hoài. Nói đặng phiên chúng trận ai, nói kinh nói kệ nói hoài không ngưng. Nào đâu có nói phập phừng, nay vui mà mai xiết chứ nữa lừng làm chi. Về rồi mà lấy gian nguy, còn xuống nơi thế cứu qua chi. Chứ trần giờ không gian lắng lặng chứ như thờ. Ta buồn mà thế sử chứ mịt mờ đua chen. Muốn lợi ích muốn kẻ ngỡ khen, đèn lòng mà không đốt chui rèn bên trong. Muốn làm Phật đặng thoát qua dòng, muốn làm Thượng Đế đau đồng. Hiểu chưa, nay trời nổi trần mây mưa,
phạt trừng những kẻ sớm mà trưa chưa đèo bồng, tại sao không biết giống mà dòng đi rồi mất lễ ngưng trồng nghe hôn. Thượng cho các vị mê hồn ở xa cũng vậy, chỉ tồn một thôi làm sao trở lại gặp tôi đạo bần. Không đâm nhiệm rồi thế ni chứ bây giờ nói nữa làm chi. Phận ranh mà chỉ lối từ bi giảng dài, con quỳ xin chốn chư Phật đài Quan Âm Bồ Tát hiện ngay cứu trần. Phần chia phân loại chứ nhiều phần đưa về, mà mấy con khuyên chờ lần lần tỉnh mau chứ bây giờ biết nói làm sao. Con trời lượng Phật thất cao làm gì nói ra rằng ánh từ bi, con nhờ mà Phật pháp chỉ đi con đường. Phàm đời quanh quẹo thế lương đừng nên nghĩ nữa, dân dương muôn trùng mà mang tanh chất điên khùng. Vị đời sấm nổ cho đùng đùng bên trong, gây ra bao chuyện náo nồng, còn làm những chuyện không thoát dòng nguy nan, mà còn làm hỡi diệt gian làm chi như vậy, ta càng khổ đau. Phải chi ngăn ngọ đón rào, không còn nói tiếng ngọt ngào đua chén. Dân ơi dân chịu nhiều phen, tại người chưa biết trui rèn tâm linh. Ngày nay ta nói sử kinh, kinh này ở tận thiên đình lắm xa, kinh đâu có nắm tay mà miệng kia mà sức khẩu chứ nói mà kinh văn. Đặng khuyên cô bác thường hằng có tin thì để cọc cần thì thôi, thân ta cũng bị nói trôi xong rồi trở lại đầy ngôi Phật đàn. Tại vì dân lĩnh cho lâm sang ra đi, có sắc chờ ngọc hoàng chứng minh. Có ngài Di Lạc đấng trình, có bà Nam Hải cầu xin xuống miền. Đức Thầy Trọng Phú làm hiền quỳ sinh, mà Phật Tổ Lâm miền Trần nhớ cầu xin Thượng Đế tôn thờ. Ngài ban chiêu chỉ cho hiện giờ cho con đảo bằng vững vàng lòng son, buổi tàn quân cuối thân con rạ rời suông đời mặt pháp dân ơi. Không được mà như ý như lời muốn đâu, tại vì ba tánh thấp hầu. Người ta thì ít quỷ trâu chật đầy, làm sao nói được với thầy. Lỡ ta mà dân lĩnh kỳ này lâm sang, nhưng mà không có hộ hang làm việc Phật đàn thanh bạch đẳng truy. Cứ hỏi ta lại hỏi đi, ở đâu có mặt chứ vậy thì người ơi. Trả lời với bậc vậy thời, ta đây dân lĩnh của trời lắm xa, sắc thân cũng của người ta. Phật thầy chiếu diệu mở xa trong lòng, xin trên bút mực lưu dòng. Đây là lời nói trong trong nhiệm màu, lời nói ôi hỏi quá lâu. Không biết mây kiếp ba thâm sâu trận rồi, nhưng người không để lại bôi, bây giờ phải chịu mồ côi. Chỗ này dù cho réo Phật chứ kêu thầy. Quỳ mau mà tỉnh dậy chứ họp ba về chung quy lại, cầu Thượng Đế mau đi cha ơi cứu trẻ vạn nguy buổi cùng. Tại con ăn ở chưa lạnh lùng, ngày nay mà nghiệp quả chập trùng bao vây. Sở dân
có Phật, có Thầy, có binh mà có Nga tướng. Chờ giờ này mới đi ta điên của Phật, vậy thì điên hoài điên mãi thơ thi không rời. Điên biết được hỏi trong đời, đời này mắt tận đã rơi còn đâu. Điên gì biết được thâm sâu nỗi kinh, nỗi kệ nỗi cầu Di Đà. Ta điên không nhiễm cho cửa nhà trần gian, mà tạm ở đấy mà rồi đi. Nếu ai biết được ráng tri thì là đỡ lắm, không nguy sát hồn mà ráng máu quy lại cho trường tồn. Tỉnh đi mà gội rửa cho linh hồn mau mau. Đền thờ Thượng Đế quá cao, tâm mình có Phật chớ nào có xa. Tâm mình có tính gì là có đài mà tiên thánh, có bà Quan Âm. Ngày nay các vị diễn thầm than ôi vị diệu, rồi thầm thầm nhớ lời ta ra sắm dạng cho ngư đời. Hạ quân mà tiêu diệt chứ người ơi không còn. Dập tì mơ thấy bà con, năm dần mắt cháy thon giòn ạc hào. Bây giờ đổi lại làm sao, bước qua năm tí ạc ca ào héo khô. Bây giờ kêu bớ chị cô ráng đợi trâu cò rừng nọ lớn thay. Dân ơi đừng sợ đừng lo việc cầu mới. Bây giờ bê tắc cầu ai bây giờ, ai cho phê chiếu giấy tờ. Tận đời tận đổ rồi nhờ chuyện chi, mình về mình đổ mình đi. Coi trong tâm tánh chỉ mi hay còn, tại vì dân chúng làm mòn. Người ơi muốn sống muốn còn nghe ta, chí tâm niệm Phật Di Đà. Niệm ngài phải ráng cách xa phàm đời, đừng nên nói chuyện lạ lơi. Phật ở góc trời hay ở nơi tâm, nếu thương giả điếc giả câm thì chẳng sai lầm. Ma quỷ đây thôi, từ đây nó nổi nó trôi. Nó báo mà đệ tử chưa phản hồi được ở đâu, ngày xưa nó nói đời câu. Báo ông mà không được rồi hầu không tha. Ta báo đệ tử Thích Ca không cho mà về được. Ta bà hiểm ma quy ngày nay, Đức Phật Mô Ni lại sinh từ phổ chứng tri chờ lòng người. Quỷ mà nó báo tự người, nó để mà quăng dục vui tư được nào. Giữ hung nó vũ xuống ao, nhẫn chìm mà chết ta hết làm sao được. Còn kính thưa tất cả bà con, đây là giới Phật mà còn lung lay. Sĩ Bần nói hết bữa nay, dặn dò anh chị trong ngoài nghe chưa. Trời chiều sắp nổi cơn mưa, sấy mùa sấy tiếp tỉnh chưa bớ trần. Răng tu thức dễ cho lần lần, bây giờ phải ráng chuyên cần cho thức mau. Tây phương cực lạc làm sao, có hồ sen báo có động đầu bí thư. Tại sao người lại qua hư, không tạo phước đức cho dư bụi. Cùng ngày nay điệp điệp trùng trùng, coi ai xưng bá xưng hùng còn không. Quỳ sinh Thượng Đế chi công, con đã lạc dòng lạc giống rồi thôi. Xin ngài ở tận cao ngôi từ bi nhỏ giọt, con hồi tu tâm trệ rồi. Quý vị âm thầm
Nếu ai cần Phật tu tâm trước kia thì nay chắc lẽ không lìa. Còn người mà trần tới sớt che bụi sầu linh hồn. Toàn cho giới trâu sắc thân thấy đó hồn đâu mất rồi, cho nên làm chuyện bẩn thôi. Không nghe mà ai hết chưa phủi rồi, tâm ở đâu nghĩ ra gan ruột cho ta đau. Biết rằng mà ta nói làm sao cũng giờ, nói ra cũng đỡ mịt mờ, ai người mà thức trễ đúng giờ. Mau đi nếu còn cần Phật, như vậy thì còn tiền rốt ráo rồi đi trở về. Có thuyền ta quá cẩn kề, thiền thầy mà thiền đạo trần mê đợi chờ. Thôi thôi đừng có ngu khờ, tỉnh mau rồi bước cho qua bờ về quê. Đi lâu xuống chốn không chê ta bà, mà cột nhốt chưa nặng nề. Biết nhiêu không nhờ Phật Pháp réo kêu, thì ta mà đắm đuối ít nhiều trôi lăn. Vậy mà không chịu chưa thường hằng, xê mê mà cảnh giật mê trắng quên đèn. Ngày nay phải ráng trui rèn, đó bằng nói trước trong phen hải hùng. Ôi thôi mặt tận chưa ngày cùng, trời cho mà lấy lại chứ anh hùng biết không. Tùng hô dạng tế khóc rồng, xưng ta mà tài giỏi ngồi trong ngục đài. Từ đây mới khổ trận ai, khổ mãi khổ hoài, thức tỉnh mới yên. Xây qua đổi lại trần miền, khảo tra cho hết giữ hiền. Lộn chung còn ta đau phát điên khùng, xuống đây mà đẹp đẹp cho trùng trùng thấy ghê. Nhưng mà hiền rách còn mê, còn kẻ hung dữ chắn chê nát dầm. Ta khuyên đâu có sai lầm, miệng kêu tay ngoắt lầm bầm bên trong đò. Đưa chiến chót đảo đồng đỏ ấy còn hiến trên dòng rừng thú đi về. Nghe lại ráng tu, nam mô mà bổn sư Thích Ni Ca. Thấy ngu giải mình sáng suốt công phu đúng giờ. Ngày nay ta chẳng chờ mịt mờ, nhờ ngài Phật tổ chưa cầm cờ vượt qua. Đội ơn từ phụ Thích Ca cùng ngài Bồ Tát Phật gia tôn thờ. Lại ngài bị lạc cho ra thơ, gương kia mà tất cả hiện giờ ngắm trong. Ngài cười mất giống mất dòng, quên đường trở lại rừng tòng. Thiên nhiên cười cho cây lũ khùng điên, mê bạc mê tiền đắm đuối say mê, cho nên quên mất đường về. Ông cười mà thế sự chứ não rề chúa cây. Có người ngu mỏi hỏi cười ấy, ông cười mãi mãi hoài hoài làm chi. Hỏi đi bằng sĩ được tri cự do thế sự còn gì dân ơi. Tối tâm mù quáng chứ vậy thời, làm sao sống được chứ thấy đời thượng quân. Ông kêu lập ba chí đừng sờn, Phật thầy mà giáp ba mặt từng cơn. Chứ phê rồi ông đi tìm kiếm dân ơi, căn tiên cốt Phật bỏ rồi túi mang. Còn ma giới quỷ tái đàn ông xô xuống biển máu tràn. Như sóng lên rừng ông đốt, đừng trông
quỷ thiêu cho hết người lòng thú ma. Bây giờ thầy lại nói ra sĩ bằng là một tình ba chốn mà này ráng tu ba tánh canh trì tỉnh chưa mà nghe lão chi vợ này học mau trở qua trở lại được nào hồi mới mình giữ chiều nào hiện ở nhân thì là nghiệp quả cũng sờn một câu tâm niệm còn hơn của vàng quay về đất tổ rõ ràng ngô tiên còn đợi họ hàng năm châu hỏi người thất lạc nơi đâu liễn quan mà bà cứu không đâu đừng sờn lại mà đầu lại cảm ơn nếu không có Phật con hờn mất đi trọng tâm mang chất gì đi không mang đức Phật từ bi hằng ngày toàn là mang phúc mang đai mang dao mang búa thời gian giết người còn tâm không khéo biến lời khôn ngoài xác thể giấy thời bỏ quên bên trong là tảng là nền để thờ Phật pháp chí bền muôn thu bây giờ rốt ráo phiền tu ai ơi tính dậy rừng thu ta nguyện ở xa cách mấy thường xuyên trong màu gió trụ nối liền như nhau một nhà một đức phước nào một ân một nghĩa một tàu chuối xanh ở này bơ chỉ bơ anh nghe lời mà bần sĩ thâu canh phiên đời ngày nãy viên mạng chớ hết thời chút lát mà nữa chớ ta hưởng đời năm trâu quần này ta thấy bắt sầu sầu ấy vậy chớ sầu đời chưa lo còn lựng nay đói chớ mai ở đó còn cách ăn ở chớ bị xó rộm ràng hỏi chi làm chức làm làng chết rồi bỏ lại hay bàn tay không lão bần thương giống chớ thương dòng thương thì mới nhận mà nấu nồng chua cay hỏi ngài đi xuống trần ai về rồi chớ yên tình dạy bài việc chi xuống đời đẳng có cứu nguy vì trên thấy được vậy thì ngày nãy trong đời mặc hạ chưa khổ hoài lớp bị lưu đài mất kiếp ngu si thiền trời ta lãnh chưa di còn chờ còn đợi núp đi bóng mờ đà thuyền tiên ta ở không xa phiền cô giới bác ba gia chưa tỉnh tuồng vợ này quên triệu quên muôn có thì cũng được xem tuồng giả không đừng nên nhiễm trượt trong lòng sĩ mê tánh chất đạo đồng bỏ rơi kêu trong rồi lại chưa réo mời kêu hoài mà cũng vậy chứ ai ơi thịnh thần thợ ai nói đạo sĩ bần chèo thiền qua lại sáng ngần rồi soi thấy trong trần hạ ít ôi đất ai thì rộng ngự coi không người từ đây khổ sở nghe ngươi cản lời ta nghe phiên cho nhân từ ở đâu đợi chờ trâu khổ chứ trâu sầu rừng kia mà trâu chuối không lâu khổ hành từ đây ba tánh chỉ anh nếu ai sống sót trời dành rồi coi từ đây mất hết vàng thôi mất lần mà không biết xăm soi hằng ngày nếu tiền của Phật Như Lai của thiên của thánh thần nay được tồn còn tiền ma quỷ chú ôn đồng tiền mê hoặc
linh hồn thấp cao, đồng tiền đâu có cực nào, mồ hôi nước mắt sôi trào kiếm mặn. Phiền trong ba tánh vượt băng cùng là đồng đáo khó khăn, kiếp này mau mau trả hết mấy chày, đừng cho lộn kiếp giờ này nữa chi. Tại mình muốn lộn vậy thì kiếp người không có, kiếp đi quỷ tà, tại mình chơi giỡn quỷ mà nó thu nó hút vậy mà còn chi. Ngày nay lại đau cấp thì ông buồn mà mới nói dần gì ít lời. Ngày xưa sớm giang ngự đời, quyển nào mà cũng thuộc đem lời. Dạo tâm có người biết được ghi âm, còn người không biết lỗi lầm quá cao. Ngày nay lấy chi mà trao, ông mà ra giá hết làm sao bình thường. Ông đi khắp phố cùng phường, giả coi mà dân chúng đoan trường thiết chi. Chắp ba tay lễ Phật mau đi, trong đời quân hạ gian nguy suốt ngày. Nói cho ba tánh trận ai khổ mới khổ hoài mà tỉnh ta hay chưa. Tỉnh đi sống bữa không bừa, mưa không có tạt sớm mà trưa an nhàn. Tỉnh đi anh chị sớm mà làng, ta kêu ta réo cho họ hàng năm ở châu. Xin kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm anh em cùng xa gần, lúc nào cũng được trời định Phật cũng thương, cho tất cả các chị thần linh thánh linh để mang tin chất nhiệm màu này của Phật pháp để giao lại cho tất cả quý vị để thức tỉnh tu hành cho kịp hội Long Hoa, cùng là cho kịp trong cuộc đời mặt hạ này. Vậy thì thầy cũng xin quý vị lòng gia ân, Phật tri ân, mình phải gia ân bố hóa cho tất cả mọi người trong một cuộc sống ngày hôm nay đang tuyệt vọng. Vì chúng sanh mơ mộng, chúng sanh hướng vọng về một cái cảnh giới nào đó, hay là đạt lên thành quả cao siêu mà mình đã ý muốn, không được đâu. Vì trong bầu trời vũ trụ chỉ có Thượng Đế, Đức Mẹ lái con lò vũ trụ này, nắm cái quyền cơ này để tạo sanh hóa hóa cho tất cả loài người của chúng ta. Vậy hôm nay nếu được nghe lời của bần sĩ, xin kính thưa quý vị cố gắng mà để len lỏi thức tỉnh về, để trở về với Phật pháp. Nhờ hồng ân của quý vị biết được đức hạnh của Phật thầy, Phật tổ, sư phụ chúng ta thì mình khỏi phải đi đâu tìm, ở tại gia hiểu được mình rộng sâu, thấy cạn cợt sự tội lỗi không còn làm nữa, và không giao tranh với tất cả những người bất khuất, làm việc bất nghĩa vô tri, làm việc phi pháp, làm những việc không đúng với cái thế hệ, với đất nước non sông sơn hà xã tắc mà chúng ta đang được sanh nở, được nương ngủ với bà mẹ màu lúa xanh miết trong buổi chiều rừng rậm cây, hoặc là suối sông hồ rất rộng lớn, biển rất là lặng tắt. Ta là một người có đấng từ bi, có học đạo, có biết được trời Phật. Ta thấy thế hệ này rất vui, rất tốt, rất đẹp. Còn những kẻ vô căn cứ, khóc ròng, sợ mất của, sợ chết, sợ mất tất cả, không còn nữa. Còn mình tu cũng vậy. Mình cũng phải liệm mình trong khi mình còn sống. Cái sự sống còn của chúng ta không phải đợi tiền của, hay là làm những chuyện tinh chất quá cao rồi nó cũng vùi trong cái vật chất ấy. Chứ mình trách liệm, thấy chưa, chưa quý vị anh em, toàn là giết người, cũng giật của, giật tiền, tài vật. Còn người nghèo nó bỏ rơi đâu có đến đâu, thấy không? Như vậy thì chúng ta cứ chọn, không phải chọn tàn mạc mà không có cơm ăn, làm có
để kiếm ăn mồm một ít cho nó no, rồi để mình lo lượng Phật trong sạch để cầu nguyện cho vạn ân quốc thái thái bình, yên vui sơn hà đất nước chúng ta được phồn thịnh. Vậy mình là vui đâu đó, mình muốn cảnh gian sang, nhà mình cao cửa mình rộng, con cái mình đạt hết, còn muốn người bao quanh ta phải nghèo khổ đói lạnh cơ hàn bệnh tật, còn không có chút từ thiện đến thăm. Như vậy thì mình là gì, thua vật vô tri nữa sao? Vậy thì người có tu rất là một hạt sỏi mà biến thành là viên ngọc. Người có tu sẽ thay đổi lại là một tia vàng thức ngọc đó quý vị. Mà tu cho tốt, tu cho đúng, tu không được nói nhiều qua la để trả nợ qua la. Với cái cảnh trần gian này, mình phải nói tiếng của Phật. Vì mình học Phật, mình phải giống Phật. Mình học của thầy, phải giống thầy. Học của tiên, phải giống tiên. Mình học thần, học thánh, phải trung minh, phải hiền hậu. Như thế thì ai đến làm gì mình? Vì cảnh chết, mình đã chôn vùi rồi. Mình chôn vùi cái tham, lận, lừa đảo. Làm những việc không đúng là mình giết nó chết đi. Còn mình sống ở đây đó, mình sống với tinh chất, tinh hoa, hoa trái của Phật dạy đó. Mình sống rất là đậm đà, mình sống rất tốt đẹp. Thì sự sống ấy sẽ trường tồn mãi mãi. Mình rạng ngời con của Thượng Đế, dân của Phật sắp nay mai. Long hoa đại hội Phật Thánh Thần Tiên đang mở cửa. Nhưng chọn lọc ai? Thì Bần sĩ xin trả lời, con số 3 sắp tới như sau, hay là con số 4? Vì tất cả các vị cũng mong rằng từ bản, từ bài thì giờ đó cũng giúp cho Bần sĩ nghỉ ngơi một ít, để chúng ta đón tiếp mùa xuân mới an lạc từng mỗi nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.